Bình Liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%, trong đó 51% là người dân tộc Tày. Một trong những di sản văn hóa tinh thần đáng quý của người Tày chính là những làn điệu hát then, đàn tính. Và mảnh đất Bình Liêu với vẻ đẹp trữ tình được coi là cái nôi nuôi dưỡng những điệu then say đắm lòng người, với nhiều câu lạc bộ hát then đàn tính được duy trì ở các thôn xã. Những điệu then len lỏi, ngân nga trong mỗi dịp lễ hội, những dịp gặp gỡ hay trong đời sống sinh hoạt sản xuất của đồng bào dân tộc Tày như một phần không thể thiếu. Là một trong số những câu lạc bộ hát then được thành lập sớm nhất trên địa bàn huyện, câu lạc bộ hát then đàn tính khu Trang Nà, thị trấn Bình Liêu đã ra đời cách đây gần 20 năm với khoảng 30 thành viên ở mọi lứa tuổi do nghệ nhân ưu tú Lương Thiêm Phú làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn vào các ngày cuối tuần tại nhà văn hóa cộng đồng khu Trang Nà và đã tập hợp được những người yêu hát then đàn tính ở địa phương để lan tỏa các làn điệu then đến mọi người. Cái năm 2003 thì bắt đầu khánh thành cái nhà văn hóa rồi ra mắt, tức là câu lạc bộ. Thì từ cái năm ấy thì chúng tôi bắt đầu mới thành lập, thì được thôn bản, tức là người ta vận động. Tức là vì trước cái tôi làm công tác văn hóa thì ở xã thì cũng khá lâu rồi. Sau chị em bảo là tức là lãnh đạo ở thôn nó bảo là thôi ông cố gắng tổ chức, tức là để mà hát xem mà để mà chào mừng đón, tức là cái ngày ra mắt, tức là cái làng văn hóa đấy. Thì thành lập hoạt động cho đến bây giờ thì coi như là được cũng gần 20 năm rồi. Mới mở đầu thì coi như là cái câu lạc bộ này thì tiến bộ nhất trong toàn huyện đấy. Giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Đóng vai trò nòng cốt trong các câu lạc bộ đó là các nghệ nhân dân gian. Trong những buổi sinh hoạt gặp gỡ, các thành viên cùng trao đổi với nhau những điệu then mới, tập đánh đàn tính, thêm yêu những bài then ngợi ca cảnh đẹp quê hương, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Tày ở Bình Liêu. Các nghệ nhân trong câu lạc bộ tuy đều đã cao tuổi nhưng vẫn giữ được niềm say mê, nhiệt huyết với những điệu then của dân tộc mình. Thành lập câu lạc bộ từ 2003 thì bắt đầu là mọi người thấy cứ hâm mộ hát then đàn tính, thế là vui, cứ đi để vui thì đi hát. Thì đến bây giờ là vẫn không bỏ đâu, đi đâu cũng được đi thi, đi các nơi cũng được đi thi, thì thấy là vui lắm. Tham gia câu lạc bộ này gần 20 năm rồi nhưng mà vẫn vui, vẫn vui, nhưng mà duy trì cho các con cháu mai sau không mai mòn được. Nghệ nhân Lương Thiêm Phú là một trong số ít người con của dân tộc Tày đã dành cả cuộc đời mình để bảo tồn văn hóa của cha ông, tích cực tìm tòi, sáng tác, truyền dạy các bài hát then, sáng chế ra những cây đàn tính của dân tộc Tày với mong muốn gìn giữ và truyền lại nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho thế hệ sau. Những cây đàn tính do các thành viên câu lạc bộ đang sử dụng cũng đều do ông Phú tự tay chế tác. Huyện Bình Liêu hiện nay chỉ có 2 nghệ nhân có thể chế tạo được đàn tính bởi phải có hiểu biết nhất định về nhạc lý, khả năng cảm âm và sự khéo léo của đôi tay. Hát
Then là một loại hình nghệ thuật truyền miệng, nếu không được lưu giữ, rèn luyện thì sẽ bị mai một. Vì vậy, để có thể mang tiếng tính, điệu then đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các nghệ nhân còn mở các lớp học hát then đàn tính cho học sinh. Nhiều bạn trẻ trong số đó đã có thể thành thục các làn điệu then và thêm yêu hơn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Vậy ngay ở trong cái câu lạc bộ ấy thì cũng có, tức là vừa tập vừa hát như thế thì cuối cùng quen dần thì bây giờ chị em thì ai cũng biết đánh, còn dạy cho cái lớp cháu. Bây giờ hai lớp cháu trẻ, tức là thì có mấy em nhỏ thì tự hát tự ấy được, đánh đàn được hay lắm. Chung một niềm đam mê với nghệ thuật hát then, còn có nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Viên, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then khu Nà Làng, thị trấn Bình Liêu. Bà Viên tự nhận mình không phải là người hát hay, nhưng rất yêu những câu hát then của dân tộc mình. Luôn trăn trở trước sự mai một của văn hóa truyền thống, bà đã mở lớp dạy hát then đàn tính để truyền lại các giá trị văn hóa quý báu cho các em nhỏ. Vài năm trở lại đây, những làn điệu hát then của dân tộc Tày đã vang lên tại các trường học ở nhiều thôn bản của huyện Bình Liêu. Nếu như trước đây chỉ có những người cao tuổi biết hát then, thì nay nhiều em nhỏ cũng đã thuộc và hát thành thạo. Tôi thấy là các cháu là cũng rất là thích nghe những cái làn điệu then đấy. Và các cháu thì đôi lúc lại còn cứ hay là ý kiến với cô là cô ơi, cô mời bà đến, hoặc là con thích nghe giai điệu then ấy, thì là chúng tôi cũng có là mời thêm bà đến hỗ trợ và coi như là cũng gọi là rèn giũa thêm cho các cháu, để có thể là sau này các cháu lại có thể là có cái sự yêu thích hơn đối với lại cái giai điệu then. Không chỉ dày công sưu tầm hàng trăm bài hát then cổ và truyền dạy cho lớp trẻ, nghệ nhân Hoàng Thị Viên còn sáng tác những làn điệu, bài hát then mới, từ đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật hát then của dân tộc Tày huyện Bình Liêu. Tôi cũng tham gia văn nghệ từ suốt năm 16 tuổi đến bây giờ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là truyền dạy cho các cháu để không mai một tính dân tộc của mình đi. Nên lại cái làn điệu hát then, bây giờ tôi có các cháu 13-14 tuổi, các cháu vẫn cứ tập theo, vẫn thích hát làn điệu then. Cứ tối đến cái đứa cháu ngoại bây giờ ấy, tôi đến ngủ bà ơi, bà hát then cho cháu nghe, nó lại hát với cháu vài câu. Qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cháu học được tiếng Tày, học được những bài hát, học được đánh đàn tính, cháu rất vui. Nên cháu sẽ cố gắng giữ gìn, học tập giữ gìn nét văn hóa của dân tộc. Đến nay, dù đã bước qua tuổi 65, nhưng bà Viên vẫn ghi nhớ và hát được tất cả các làn điệu, nghi lễ, nghi thức trong lĩnh vực then. Câu lạc bộ hát then đàn tính tại các xã, thôn với nòng cốt là các nghệ nhân dân gian cùng với tâm huyết đưa hát then đến gần hơn với lớp trẻ đã thực sự phát huy được hiệu quả trong việc bảo tồn hát then trong cộng đồng. Qua đó, giá trị của nét sinh hoạt văn hóa độc đáo này đã và đang được gìn giữ cho nhiều thế hệ. Hát then đàn tính cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2019. Với những người đang miệt mài giữ hồn dân tộc như nghệ nhân ưu tú Lương Thiêm Phú, nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Viên và rất nhiều những cái tên đáng trân trọng khác nữa, họ vẫn vẹn nguyên niềm đam mê, miệt mài với công tác bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày. Bởi với họ, đó còn là trách nhiệm với cộng đồng dân tộc mình để mạch chảy văn hóa truyền thống của người Tày mãi được gìn giữ đến muôn đời sau. Ba mươi tám cột cắm một cái bên.